chào thầy và tất cả các bạn. Em tên là Trương Công Hạo, mã số sinh viên 18146111. Hôm nay em xin trình bày về bài tập số 1 của LCD là viết chương trình thể hiện nội dung trên LCD như sau. Dòng 1 hiển thị họ tên sinh viên, dòng 2 đếm giờ phút giây. Và phần đầu tiên đó là phần mạch nguyên lý. Về phần mạch nguyên lý, chúng ta sẽ cần có một con bit 16F887, một cái LED 10, một cái LCD 16x2. Đầu tiên chúng ta sẽ kế nút reset. Reset, chúng ta sẽ thiết kế vào chân số 1 của con bit 16F887 là chân master clear. Sau đó chúng ta sẽ gắn hạch anh. Ở đây chúng ta sử dụng hạch anh ngoại có tần số là 20m. Tiếp theo chúng ta sẽ mắc các chân để hiển thị trên con LCD. Chân VSS chúng ta sẽ nối với nguồn âm với chân ground. Còn VDD chúng ta sẽ nối với nguồn power. VE chúng ta sẽ để chúng ta không cần nói. Tiếp theo đó là RS. Chân RS chúng ta sẽ mắc tới vào chân cổng bọt D. Chân Read and Write chúng ta sẽ mắc với cổng D1. Chân Enable thể hiện cho phép dữ liệu chúng ta sẽ mắc ở chân RD2. Còn các chân dữ liệu thì chúng ta sử dụng 4 chân từ D4 cho tới D7. Chúng ta sẽ mắc tương ứng với lệnh từ RD4 cho tới RD7. Để thuận tiện cho việc mô phỏng, em xin mắc thêm nút để khi chúng ta mô phỏng, chúng ta chỉ cần nhấn lúc đó thì nó bắt đầu thực hiện cái chu trình. Ta sẽ set up cho tần số sum clock của con bit này cũng là 20m. Và thế là xong về mặt nguyên lý. Tiếp theo chúng ta sẽ tới phần lưu đồ. Về phần lưu đồ thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện, khai báo các cổng và khai báo các biến cần dùng. Sau đó chúng ta sẽ hiển thị họ và tên ở dòng 1. Sau khi hiển thị họ và tên ở dòng 1, chúng ta sẽ gán biến giờ phút giây bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ cho giây tăng lên một đơn vị cho mỗi vòng lặp. Cho mỗi lần nó sẽ tăng lên một đơn vị. Nếu nó bé hơn 60 thì nó sẽ là sai, nó thực hiện lại vòng lặp và đếm giây tăng lên. Nếu mà giây mà bằng 60 nó sẽ gán giây bằng 0 và phút sẽ tăng lên một đơn vị. Sau đó nếu mà phút chưa bằng 60 thì nó sẽ tiếp tục quay về, nó đếm giây lên từ 0 đến 60 để nó tăng, để nếu nó bằng 60 nó sẽ gán lại phút thêm một đơn vị nữa, tới khi mà phút đạt 60 thì nó sẽ gán lại cho phút và giây đều bằng 0.
dây bằng không để tăng giá trị của giờ lên. Và sau khi thực hiện các vòng lặp đó thì nếu mà giờ bằng 23, phút bằng 59 và giây bằng 59 thì nó sẽ quay lại ban đầu, nó kiểm tra và nó sẽ đếm lại từ 0. Sau đó nó sẽ hiện, sau khi quá trình vòng lặp hiện ra xong thì nó sẽ giải mã giờ phút giây và hiển thị giờ phút giây này ở dòng số 2. Tiếp theo đó là phần code. Về phần code, đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện của Compiz 16F887. Sau đó chúng ta sẽ khai báo tới hạch anh ngoài và tần số hoạt động của hạch anh. Chúng ta sẽ khai báo các chân, chúng ta kết nối như chân D0, chúng ta kết nối với là RS của LCD là chọn lựa thanh ghi dữ liệu, hay là đưa ra lệnh các chân khác, chân D1 của con PIC 16F887 nói với chân LVK là Read and Write cho phép ghi hoặc là đọc dữ liệu. Chân Enable là cho phép hiển thị dữ liệu. Chúng ta sẽ nói với chân D2, còn chân D4 tới D7 là chân dữ liệu nơi hiển thị trên LCD. Sau đó chúng ta sẽ khai báo chân Start ở cổng E2, do để khi ta nhấn nút Start thì quá trình mô phỏng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo biến giờ phút giây, sau đó chúng ta sẽ khai báo thư viện lcd.c. thư viện này chúng ta phải được khai báo sau khi chúng ta đã khai báo các biến, nếu không nó sẽ ra lỗi. Và phần chương trình chính, đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt cái ngõ ra là cổng D. Và ngõ vào là cổng E. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hàm LCD init để bắt đầu chương trình hiển thị trên LCD. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấn nút Start. Cái này là sẽ chống dọi, dùng để chống dọi nút nhấn. Còn này chúng ta sẽ kiểm tra nút nhấn đã chắc chắn được nhấn. Sau đó chúng ta sẽ đưa con trỏ tới vị trí là x bằng 2 và y bằng 1. Sau đó chúng ta sẽ xuất ra cái chuỗi ký tự mà chúng ta đặt trong dấu ngoặc kép này sẽ hiển thị trên LCD là tên, là họ và tên của sinh viên. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện vòng lặp giờ bé hơn 20, giờ bằng 0, giờ bé hơn 24 và giờ cộng cộng. Trong vòng lặp này chúng ta sẽ lồng vào đó thêm một vòng lặp nữa là vòng lặp của phút, để phút chạy từ 0 cho tới 60. Nếu phút chạy lớn hơn 60 nó sẽ tăng lên cái biến, nó sẽ thực hiện vòng lặp 3 giờ. Trong vòng lặp của phút chúng ta sẽ lồng thêm một vòng lặp của giây, nếu mà giây tăng từ 0 cho đến 60, nếu giây lớn hơn 60 nó sẽ quay ra, nó thực hiện vòng lặp của phút và nó quay lại, nó đếm tiếp từ 0 cho đến 60, cứ thế nó tăng dần lên thứ tự là giây, phút, giờ. Trong vòng lặp for của giây, chúng ta sẽ sử dụng LCD go to xin này, nó sẽ nằm ở dòng thứ hai. Chúng ta đặt con trỏ hiển thị ở vòng số 2, ở dòng số 2 và cột thứ hai của cái LCD. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp hàm printf và hàm LCD pussy. Ở đây chúng ta sẽ hiển thị LCD pussy của giờ phút giây ra LCD, và đồng thời chúng ta sẽ sử dụng thêm các phần trăm 02U này dùng để hiển thị chữ số không vô nghĩa trước nó. Và ở đây chúng ta sẽ về cấu trúc hàm print, chúng ta sẽ đặt giá trị hiển thị là giờ phút giây nằm ở cuối cùng sau các dấu phẩy. Sau đó nếu giờ bằng 23, phút bằng 59 và giây bằng 59 thì nó sẽ quay lại, nó gán giá trị là giờ bằng 0, phút bằng 0 và giây bằng 0, nó sẽ quay lại, nó lặp lại vòng lặp này, nó đếm từ 0 trở lên lại.
sau đó nó sẽ tới vòng lặp, tới vòng go to kiểm tra, nó sẽ quay lại, nó kiểm tra ban đầu và thế là xong vòng lặp. Sau đó chúng ta sẽ compile và trả lại. Ở đây chúng ta sẽ add thư viện của cái file đó vào. Khi ta nhấn nút start nó sẽ bắt đầu chạy. Nếu nó chạy tới 23 giờ 59 phút và 59 giây nó sẽ quay lại đếm với chị là từ 0 0 0 ban đầu. Để có thể làm chậm quá trình đếm giây của nó thì chúng ta sẽ tăng cái thời gian. À, ở đây mình thiếu cái thời gian delay. Để có thể tăng cái thời gian hiển thị, chúng ta sẽ cho delay của nó cao lên. Sau đó chúng ta sẽ mô phỏng lại. Nó sẽ bắt đầu đếm chậm lại và chúng ta sẽ nhấn nút reset, nó sẽ quay về 0. Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút start, nó sẽ chạy lại. Xong. It's caught in the crossfire.